chiếc xe Henry này đã chiến thắng vô số cuộc thi đua xe, nhưng thời gian trôi qua nó đã trở nên lỗi thời. Sau khi được mua lại bởi người chủ cuối cùng, Henry bị bỏ rơi vì bị hỏng do tai nạn. Nó xuyên đại dương đến Hoa Kỳ, nhưng khi vừa lên bờ đã bị công ty sắt vụn kéo đến xưởng phế liệu. Henry vừa thức dậy rất mệt mỏi, trông thấy anh em bị nghiền nát khiến nó rất hoảng sợ. Chiếc xe cũ nát này vừa nghe thấy ông chủ định ép bẹp nó, chiếc xe liền phụt hết khói bụi lên người ông chủ. Tài xế liền dặn dò ông chủ đừng có chế nhạo nó. Ông chủ không tin lại tiếp tục đùa giỡn. Herbie liền bắn ra một chiếc nắp sắt vào người ông chủ. Ông chủ tức giận muốn tiêu hủy nó ngay. Herbie liền dỉ dầu lên giày mới của ông ta. Ông chủ dùng hết sức kéo chiếc xe đi mới khiến nó dịch chuyển được một chút. Herbie trông thấy đồng loại của mình đều đã bị phanh thây, thế là nó tự ý di chuyển còn kéo theo cả ông chủ phía sau. Herbie đâm phải miếng sắt vụn khiến một bánh bị xịt lốp. Ông chủ thấy vậy chửi rủa một cách nhút nhát rằng mày hãy đợi đấy, hôm nay Maggie tốt nghiệp đại học, con nhà người ta thì được bố mẹ tặng xe xịn làm quà tốt nghiệp, mà bố của Maggie lại đưa cô tới bãi xe phế liệu. Ông cũng rất thoải mái để cô tùy ý lựa chọn xe đồng giá. Herbie đã chú ý đến người đẹp này, nó biết đây chính là cơ hội để nó được cứu sống. Herbie rất muốn được Maggie mua lại nên đã tự mình khuấy động lên. Không biết tại sao nó lại bị mất hai bánh đằng sau, thế là nó bị công nhân lái xe cẩu đưa đi. Herbie bấm còi để thu hút sự chú ý của Maggie, cứ ngỡ là Maggie đã nhìn thấy nó. Ai dè Maggie lại nhìn trúng chiếc xe màu xanh trước mặt, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Herbie khiến nó vô cùng thất vọng. Thấy cần cẩu sắp gắp nó đi, Herbie lo sợ giơ hai cánh cửa vẫy như chim gãy cánh, kết quả không cẩn thận bị rơi xuống đè bẹp chiếc xe xanh. Hết cách, Maggie đành phải chọn Herbie. Ông chủ ra giá khởi điểm là 100 đô, Maggie trả lời nếu được 75 đô thì lấy. Ông chủ lập tức trao chìa khóa xe lại cho cô. Maggie vừa bước lên xe và cắm chìa khóa vào, trên xe còn có một bức thư viết: cho dù gặp phải khó khăn gì, chiếc xe sẽ giúp bạn vượt qua nó. Kết quả chiếc xe không cần cô lái mà tự động chạy đi, nó chạy một mạch đến xưởng sửa chữa xe của Kevin, còn suýt chút nữa là đâm vào anh. Maggie tức đến mức phát điên muốn trả lại chiếc xe này. Kevin vì muốn chứng tỏ tay nghề nên đã sửa chữa nó, thế nên chiếc xe liền đưa cả Kevin đi hóng gió. Trông như vậy nhưng không biết có phải là xe không nữa. Trên đường, Kevin hỏi tại sao Maggie không tiếp tục đua xe nữa. Maggie nói rằng mình đã rửa tay gác kiếm rồi. Herbie nghe thấy đua xe liền giơ hai bánh trước lên, thật ra nó bốc đầu để chứng tỏ mình không phải xe hỏng. Cuối cùng trực tiếp chở hai người đến triển lãm xe. Trong lúc không để ý, Maggie đã kéo luôn cả cái phanh xe lên. Điều này khiến Maggie không chịu nổi nữa, muốn vứt nó đi. Thế là Herbie không ngừng bấm còi, Maggie lại rứt dây còi, nó liền phụt một đống dầu lên người cô. May mà trên xe lại có bộ đồ của tuyển thủ đua xe. Hết cách, cô chỉ đành thay quần áo trên xe. Chiếc xe còn giúp cô đội cả mũ bảo hiểm, nhưng cô vừa đứng lên đã đâm vào nhà vô địch Harry. Anh ta còn trực tiếp ký tên lên mũ bảo hiểm của cô, sau đó còn chế giễu Herbie. Thế là nó liền xoay gương rạch lên xe của Harry một đường tuyệt đẹp. Maggie bị dọa tới không dám thở. Mọi người thấy vậy muốn hai chiếc xe đấu với nhau. Herbie liền tự động kéo kính lên. Khi đến vạch xuất phát, nó còn phun nước vào mặt Harry. Trận đấu bắt đầu, chiếc xe tự động khởi động động cơ. Bây giờ Maggie sẽ phụ trách hết, còn Herbie phụ trách lái. Cô cầm vô lăng nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cầm cần gạt thì nó không muốn cho cô cầm. Rất nhanh nó đã đuổi kịp chiếc xe trước mặt. Thấy vậy, Harry liền chơi xấu đâm vào xe Maggie. Maggie quyết định đua một cách nghiêm túc. Herbie quyết định chạy lùi xe đuổi kịp Harry. Harry trông thấy lại muốn dùng chiêu cũ, nhưng Herbie lại dựng đứng xe lên rồi tiếp tục chạy. Harry lại tiếp tục chèn ép Herbie vào mép đường. Thế là chiếc xe đâm trực tiếp vào hàng rào đó. Bốn bánh xe không chạm đất nhưng nó vẫn điên cuồng lao về phía trước. Với kinh nghiệm và sự kết hợp ăn ý với Herbie, Maggie đã thành công giành chiến thắng. Mọi người không ngừng cổ vũ cho Maggie. Mặc dù giành chiến thắng nhưng chiếc xe lại bị bốc khói. Hôm sau, một cô gái lái chiếc xe màu vàng tới bàn chuyện tài trợ. Herbie trông thấy bạn khác giới mà mình thích nhìn đến muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài luôn. Bố nhìn thấy con gái mang Herbie đi đua xe rất tức giận, bởi vì mẹ Herbie qua đời do đua xe. Maggie chỉ có thể nói dối là bạn mình lái. Herbie còn tiến lên một bước để Maggie có thể ngồi xuống. Sau khi thua trận, Harry không cam tâm, anh liền bỏ ra 10.000 đô để tổ chức cuộc đua. Herbie trông thấy liền hắt xì cho nó bay đến trước mặt Maggie. Đúng lúc Maggie và Kevin đang thiếu tiền, thấy vậy Maggie lập tức sửa chữa và nâng cấp nó lên. Maggie liền đặt tên cho nó là Ngựa Trắng. Sau khi tắm rửa, nó còn rung người như con chó bị ướt. Để thể hiện lòng cảm ơn, nó còn đẩy hai người lại với nhau. Trong lúc đánh bóng, Ngựa Trắng còn biết nhột nữa chứ. Hai người đưa Ngựa Trắng đi xem phim khủng bố. Herbie sợ đến mức toàn thân run rẩy còn nhắm mắt lại. Chớp mắt đã tới thời gian thi đấu. Trận đấu này có tổng cộng 200 người tham gia. Nếu giành chiến thắng sẽ được thưởng 10.000 đô. Không ngoài dự đoán, Herbie đã nổi bật hơn những xe khác. Cứ như vậy nó đã về đích đầu tiên, còn Maggie đã trở thành người nổi tiếng. Tối đến, chiếc xe màu vàng lại lần nữa xuất hiện. Vừa nhìn một cái đã khiến nó vô cùng kích động.
Nó tự mình chậm chậm đi qua đó. Kevin trông thấy hết sức ngạc nhiên, sao mày lại hôn vào mũi xe vàng kia như vậy chứ? Nhưng Harry xuất hiện khiến tâm trạng Herbie rơi xuống địa ngục. Anh ta mang đến chiếc xe khác cho Maggie lái thử. Maggie vừa nhìn đã thích chiếc xe này rồi, lập tức chạy ra ngoài hóng gió. Sau khi dụ được Maggie đi, Harry muốn đến xem thử con xe này có gì kỳ lạ. Harry vừa lại đã bị cốp xe đập vào đầu, sau đó Herbie lại tưới dầu lên mặt hắn ta. Harry tức giận cầm gậy đập cho nó mấy phát, ngay lập tức nắp cốp phía trước bật ra cho hắn một chưởng. Đợi anh ta quay người liền cười nhạo hắn ta. May mà Maggie về kịp lúc. Harry ngỏ ý bảo cô ngày mai lấy con xe xịn sò này thi đấu, nếu cô thắng tôi sẽ tặng cho cô con xe này. Herbie chỉ có thể đứng một bên để nhìn. Nó biết rằng Maggie đã không còn thích nó nữa rồi, cho đến ngày hôm sau nó vẫn không thể nào lấy lại tinh thần. Nó muốn phản kháng nhưng lại không nói ra được, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân thì vẫn phải phục tùng. Harry cô nén tâm trạng và bước lên đường đua. Herbie vốn dĩ đang dẫn đầu, nhưng nó nhớ lại nếu thắng Maggie sẽ đổi nó lấy con xe khác, khiến nó không còn tâm trạng mà dừng lại trước vạch đích. Xuống xe cô liền nổi giận với Herbie. Herbie không còn cách nào khác đành để công nhân lôi nó đi. Nhìn Maggie, nó nhớ đến những ngày tháng vui vẻ cùng cô. Bố thấy con gái không nghe lời liền muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Về nhà cô không ngừng nghĩ về Herbie, vì thế cô mặt dày đến tìm Harry để đòi lại xe. Herbie bị đưa đi làm vật công kích của 10 chiếc xe khác. Đây đúng là một trò chơi tàn nhẫn. Đầu của nó đã bị đâm bẹp rồi, từng phút từng giây nó đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe quái vật trên sân. Lúc này Maggie đã đi tới và trông thấy hoàn cảnh của Herbie. Cô lao tới để xin lỗi Herbie, hy vọng nó sẽ trở về bên cô. Nhìn thấy xe sát thủ xông lên từ phía sau, Herbie lập tức lộn ngược lên cứu Maggie vào trong xe, sau đó là đá tên lái xe ra ngoài, rồi cùng với Maggie đối đầu với từng chiếc xe ở đó. Hàng loạt các thao tác khiến kẻ địch dần dần bị xì khói, cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe sát thủ trên sân. Maggie lái Herbie đuổi nhau với chiếc xe quái vật. Tuy thân hình bé nhỏ nhưng nó lại có một sức mạnh khổng lồ. Nó dùng chiếc xe gần đó làm giá đỡ lấy đà bay lên, lúc rơi xuống trực tiếp đập kẻ địch vỡ nát. Đợi tới lúc Maggie đưa nó an toàn tới xưởng sửa chữa, nó cũng mệt mỏi tay chân rã rời. Mà anh trai của Maggie lại bị tai nạn trên đường đua, cho nên đội đua của bố không có người tham dự. Anh trai đề nghị để em gái tham gia cuộc đua, nhưng người bố lại không đồng ý. Anh trai âm thầm đưa cho em gái ít linh kiện, sửa chữa và nâng cấp Herbie ngay trong đêm. Cô muốn biến Herbie thành chiếc xe đẹp nhất trong cuộc đua này. Nhưng vừa vào sân đã đụng phải Henry. Maggie và Henry vẫn là tâm điểm của giới truyền thông. Cuộc đua chính thức bắt đầu. Đây là cuộc đọ sức giữa tốc độ và nguy hiểm. Herbie chưa quen đường đua nên bị tụt lại phía sau, sau đó đuổi kịp kẹp mình vào chiếc xe cùng loại. Cuối cùng nó đã vượt lên được phía trước. Ông bố xem cuộc đua trên TV vô cùng phấn khích. Sau khi thay lốp xe thì Harry vẫn luôn là người dẫn đầu, còn Maggie lại bị các xe khác bao vây. Ông bố sốt ruột tới hiện trường cổ vũ cho con gái. Nghe thấy lời cổ vũ, chiếc xe càng thêm hăng hái, trực tiếp leo lên chiếc xe của đối thủ. Nhưng chuyện này đã làm Henry bị dò dỉ dầu, nhiều nhất chỉ có thể chạy thêm 5 vòng nữa. Maggie đau lòng muốn Henry từ bỏ nhưng nó không đồng ý, ngay lập tức nó vọt ga tiếp tục cuộc thi. Cuối cùng thì cũng chỉ đứng sau xe của Harry. Nhưng Harry cũng rất ghê gớm, biết xe của Maggie đang bị dò dầu liền đâm nó hết lần này tới lần khác. Maggie phanh lại để Harry đâm vào tường rồi va vào xe khác. Maggie bị dọa cho không thể ngồi yên được. Cuối cùng Henry dốc toàn lực chạy trên hàng rào, sau đó xoay người và tiếp đất thành công. Henry là chiếc xe đầu tiên về đích, vui tới nỗi quay vòng vòng trên sân cỏ rồi dừng lại và nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Harry hét lớn, chiếc xe kia chúng ta rồi, mọi người nhìn đi, nó có sự sống đấy. Chiếc xe một lần nữa đưa Kevin tới gần Maggie. Cuối phim, Maggie và Kevin sống hạnh phúc bên nhau, mà Henry cũng cùng xe vàng ở cùng nhau. Bộ phim này có tên là Henry Nổi Loạn, kể về một chiếc xe bỏ rùa cũ đánh bại xe đua chuyên nghiệp. Một chiếc xe như vậy ai mà chả muốn sở hữu nó chứ. Bộ phim này đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại ý kiến ở bên dưới phần bình luận để mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!